Mến chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em có mặt vào buổi trưa hôm nay em mặt tại dòng sông, bên những xa lan chạy trên dòng sông miền Tây rất là đẹp. Cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây là một chiếc xà lan chở đá. Xà lan này đang chạy từ Long An chạy về Bến Tre, chú anh chị và các bạn. Và đây còn một chiếc tàu chở dầu của Sài Gòn, của hầm luôn, chạy rất là đẹp luôn. Vào buổi trưa hôm nay nước lớn cho nên rất là nhiều xà lan các tỉnh chạy ngang dòng sông ở miền Tây chờ gạo các bạn, rất là nhiều xà lan chạy luôn. Và xa xa có một chiếc ghe chạy rất là lẹ luôn, tuy là ghe nhỏ nhưng máy rất là mạnh cô chú anh chị và các bạn. Ghe nhỏ chạy xấy nước rất là đẹp luôn các bạn. Và đây là có chiếc xà lan chở hàng khô. Chiếc xà lan của An Giang rất là đẹp luôn. Xà lan này mức nước 2,6 các bạn. Và đây có một chiếc ghe nhỏ chở gạch. Đây có một chiếc chở dầu rất là lớn luôn các bạn. Tàu chở dầu này nước 3,2 m rất là lớn luôn, của Phú Lộc các bạn, Phú Lộc Sài Gòn. Tàu chở dầu rất là lớn luôn, rất là đẹp.
cabin ngoài sau rất là rộng luôn. Chiếc xà lan này của Vĩnh Long chở những thuyền trắng. Và những chiếc xà lan này, hai chiếc xà lan, một chiếc xà lan chở đá và một tàu chở dầu nữa các bạn. Và buổi trưa hôm nay rất là nhiều tàu chở dầu chạy trên dòng sông, rất là đẹp luôn. Thường thường những loại tàu chở dầu này sẽ chạy lẹ hơn những xà lan chở đá các bạn. Tàu chở dầu chạy vượt qua xà lan chở đá luôn. Những chiếc xà lan này chạy trên dòng sông ở Tiền Giang ở miền Tây nè các bạn, và chạy từ Long An nối liền về Bến Tre. Và đây có một chiếc xà lan chở đá của Tiền Giang các bạn đang lay lá về Bến Tre nè. Và đây có một chiếc xà lan chạy từ Long An chạy về cầu dây Chợ Gạo nè, chiếc xà lan màu xanh rất là đẹp luôn. Chiếc xà lan này ở trên đóng những tấm tôn thiết đậy chở những hàng khô các bạn. Chiếc xà lan này của An Giang rất là lớn và đang chạy về hướng dòng sông Vàm Kỳ Hôn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video Hoàng Hạnh miền Tây. Hẹn lại những video tiếp theo.